Xin chào, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ phim kể về một cậu bé bị bố mẹ bỏ quên một mình ở nhà, và cậu đã phải tự mình chiến đấu bảo vệ ngôi nhà khỏi những tên trộm và làm cho chúng phải đối mặt những cái bẫy giờ khóc giờ cười. Nào các bạn hãy cùng mình theo dõi hết bộ phim này nhé. Hôm nay gia đình nhà Mark đang bàn bạc và chuẩn bị cho chuyến du lịch ngày mai. Họ sẽ đến Pháp để nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh lần này. Lúc này đã có một gã cảnh sát đến moi thông tin từ hai đứa trẻ để xem gia đình họ sẽ đi du lịch ở đâu trong kỳ nghỉ Giáng sinh này. Tới đến đại gia đình nhà họ lại quây quần bên đống pizza vừa mới order, nhưng họ lại quên đặt cho Kevin một phần pizza phô mai. Người anh họ thấy thế liền quay sang trêu tức cậu. Sức chịu đựng của Kevin có giới thiệu, cậu liền lao vào chiến đấu. Rất nhanh những bậc phụ huynh bên cạnh đã đến và ngăn cậu lại. Mọi người vô cùng thất vọng vì cậu luôn là người gây rắc rối. Mẹ của Kevin ước trước đây để cậu ra là quả trứng ăn cho đỡ tức. Những người xung quanh cũng lên tiếng đuổi cậu đi chỗ khác, rồi họ đã để cậu ngủ một mình trên gác mái. Kevin cũng vô cùng thất vọng vì tất cả mọi người trong nhà đều bỏ rơi cậu, rồi cậu cũng đã ước rằng tất cả bọn họ đều biến mất. Ông trời cũng đã hiểu được nỗi lòng của Kevin và đã cho cậu một cơn gió to. Cơn gió đó đã làm một cành cây gãy rơi xuống rồi làm đứt đường điện. Nó đã làm cho cả khu phố mất điện và chuông báo thức cũng không hoạt động. Sáng hôm sau, gia đình Mark thức dậy cũng đã là 12 giờ trưa. Họ vội vàng dậy chuẩn bị vì cũng đã sắp muộn giờ bay. Cuối cùng cũng đã xong và giờ đã đến lúc gia đình họ lên đường đi du lịch. Lúc này đã có một cậu nhóc con hàng xóm loanh quanh chơi ở đó. Đến lúc mẹ của Kevin kiểm tra doanh số thì đếm luôn cả cậu ta vào. Vậy là bà ấy cứ nghĩ tất cả bọn nhóc trong nhà đều đã có mặt đầy đủ ở đây. Sau đó đại gia đình nhà họ liền lập tức lên xe ri chuyển để đến sân bay. Lúc này không thể chậm trễ vì chỉ còn 15 phút nữa là máy bay cất cánh. Và thật may mắn vì họ vẫn đến kịp để lên chuyến bay đó. Còn lúc này Kevin đã tỉnh dậy và không thấy có động tĩnh gì. Cậu cũng không suy nghĩ nhiều liền xuống nhà ngồi xem siêu nhân Gao. Rồi ngồi được một lúc Kevin cũng đã nhận thấy có gì đó sai sai. Mọi khi giờ này đang bị ăn chửi mà hôm nay đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường. Cậu đi kiểm tra quanh nhà và không thấy hình bóng của bố mẹ và anh chị. Có lẽ điều ước làm mọi người biến mất của cậu tối qua đã thành hiện thực. Sau đó cậu liền nhảy nhót ăn mừng vì từ nay không có ai quản mình nữa. Và kể từ giây phút này chính thức cậu nhóc Kevin đã được tự do. Sau đó cậu đã đi khắp nhà lục lọi kiếm thứ gì đó hay ho để nghịch. Và cậu cũng đã nhắm trúng khẩu súng sắp lọ của bố mình. Cậu không chần chờ liền lấy nó đi làm đồ chơi của mình. Thật bất ngờ vì tài bắn súng của cậu nhóc cũng không thua kém gì ai. Ngôi nhà cũng bắt đầu trở nên bừa bộn hơn. Kevin cũng đã thỏa sức xem phim và những món ăn mình thích. Đến lúc này mẹ của cậu cũng đã nhận thấy có gì đó sai sai. Hình như mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng ở nhà. Rồi đột nhiên Kevin hôm nay lại ở im không nghịch ngợm như mọi khi nữa, không còn suy nghĩ gì và họ cũng đã nhận ra mình quên Kevin ở nhà. Sau khi xuống máy bay, bố mẹ lập tức đi gọi điện để tìm sự giúp đỡ. Cô đã điện cho cảnh sát và yêu cầu họ đến nhà để xem tình hình. Còn cậu nhóc lúc này vẫn đang thỏa sức vui chơi ở trong nhà. Cậu sẽ làm tất cả mọi thứ miễn là mình cảm thấy thích thú. Đến tối đã có hai đối tượng tình nghi là ăn trộm đang theo dõi nhà họ. Nhìn đi nhìn lại thì đó là tên cảnh sát tối qua đến nhà họ. Thì ra hắn giả danh cảnh sát đến để nghe ngóng xem nhà nào đi vắng còn vào ăn trộm. Và giờ hai tên trộm cũng xác định mục tiêu chính là nhà của Kevin. Rồi chúng chuẩn bị vũ khí và sẵn sàng hành động. Lúc này Kevin cũng đã phát hiện đang có những nguy hiểm rình rập bên ngoài. Cậu vội vàng chạy đi tìm rồi bật hết điện trong nhà lên, làm hai tên đó nghĩ bên trong đang có người liền bỏ chạy. Còn Kevin lúc này đang rất sợ hãi rồi nằm trốn dưới gầm giường. Nhưng suy đi nghĩ lại thì cậu là một thằng đàn ông sao lại hèn như thế. Và cậu đã quyết định đi ra khỏi nhà để chiến đấu với những tên trộm. Nhưng khi ra đến nơi thì cậu đã gặp ông lão hàng xóm có khuôn mặt đáng sợ. Cậu cũng không còn dám chiến đấu nữa và cậu lại chạy vào nhà náo tiếp. Một lúc sau cảnh sát mà mẹ cậu gọi cũng đã đến để kiểm tra. Nhưng Kevin cứ nghĩ đó là trộm và không dám dậy mở cửa. Ông cảnh sát cũng đã nghĩ gia đình họ nhầm lẫn gì đó, liền rời đi. Sau đó hai vợ chồng liền đi mua vé máy bay để quay trở về Chicago. Nhưng thật đen đủi vì hôm nay không còn chuyến bay nào bay đến Mỹ nữa. Muốn ngồi được chuyến bay sớm nhất thì họ đành phải chờ 2 ngày nữa. Sau đó cô đã quyết định ở lại sân bay để chờ kết quả. Còn những người khác vẫn tiếp tục lên đường để đi nghỉ dưỡng. Sáng hôm sau Kevin lại tắm rửa để chuẩn bị cho một ngày mới, rồi lại đi tìm kiếm những thứ hay ho để tiếp tục nghịch ngợm. Không còn gì để nói và tủ đồ chơi cũng đã tan tành với cậu. Cũng nhờ thế mà cậu đã tìm được quỹ đen của anh mình. Sau đó cậu đã đi ra ngoài mua cho mình một ít đồ để sống sót qua ngày. Còn hai tên trộm vẫn luôn ở ngoài và theo dõi động tĩnh của cậu. Kevin cũng đã cảm thấy mình đang bị theo dõi liền bỏ chạy nhanh hơn. Sau đó cậu đã phải chạy vào một nhà thờ gần đó để thoát khỏi sự truy đuổi của chúng. Nhận thấy chúng không dễ buông tha cho mình, cậu liền trở về nhà để chuẩn bị. Đúng như cậu nghĩ, rồi tối đến chúng lại đến để theo dõi Kevin. Nhưng cậu đã chuẩn bị trước và làm nhiều bóng người bên trong để chúng nghĩ bố mẹ cậu đã về và không dám hành động. Vậy là cậu đã thành công thoát khỏi bọn chúng thêm một đêm nữa. Sau những ngày vui chơi thoải mái và giờ là lúc cậu cảm thấy cô đơn. Và bây giờ cậu chỉ muốn bố mẹ và anh chị của mình trở về nhà. Còn hai tên trộm vẫn luôn rình mò bên ngoài để chờ cơ hội đột nhập. Thấy căn nhà có vẻ yên tĩnh rồi, một tên đã quyết định lại gần kiểm tra. Lúc này Kevin cũng đã nhìn thấy rồi cậu cho mở đoạn phim chuẩn bị trước.
Trong phim là một đoạn hội thoại đe dọa giết người của những kẻ khủng bố, rồi cậu cũng đã chuẩn bị luôn mấy quả pháo để giả làm tiếng súng nổ, khiến tên trộm nghe thấy sợ xanh mặt rồi bỏ chạy mất dép. Nhưng chúng vẫn không rời đi và vẫn kiên trì ở lại để theo dõi tiếp. Rồi một lúc sau, chúng đã phát hiện Kevin đang ở ngoài một mình, và chúng cũng bắt đầu nghi ngờ rằng chỉ có một mình cậu nhóc đó ở nhà. Đợi đến khi Kevin đi vào thì chúng lại tiếp tục lại gần để xem xét, và họ cũng đã phát hiện chỉ có một mình cậu bé 8 tuổi này ở nhà. Sau đó chúng đã trở về và quyết định tối nay sẽ quay lại hành động. Cảnh chúng bàn bạc đã vô tình để cậu bé Kevin nghe thấy. Còn lúc này một mình mẹ cậu cũng đã bay được về đến Mỹ, nhưng đen đủi là lại không có chuyến bay nào bay đến Chicago. Một đám người gần đó đã nghe thấy liền ngỏ ý muốn giúp đỡ bà. Họ là một ban nhạc và cũng đang trên đường đến đó. Thật may là họ cùng đường nên cô cũng đã đi nhờ xe của bà để trở về. Lúc này cậu bé cũng đang lang thang bước đi ngoài đường, nhìn gia đình họ quây quần bên nhau trong đêm Giáng sinh, cậu vô cùng cô đơn. Rồi cậu cũng đã đi đến nhà thờ gần đó để cầu nguyện bố mẹ và mọi người quay về với mình. Ở đây cậu cũng đã gặp phải ông hàng xóm mà bấy lâu nay cậu luôn khiếp sợ. Thấy cậu bé đi một mình, ông liền lại gần rồi bắt đầu tâm sự. Hai người cũng bắt đầu nói ra hết những thứ trong lòng mình. Ông lão này là người khổ tâm hơn vì ông ấy và con gái đã giận nhau hàng chục năm nay và không thể nói chuyện. Giờ ông cảm thấy gia đình là điều vô cùng quan trọng, vì thiếu họ sẽ vô cùng cô đơn. Vì thế khi còn người thân ở bên cạnh hãy biết trân trọng và yêu thương họ. Nói xong ông đã khuyên cậu trở về nhà và suy nghĩ kỹ những lời ông nói. Và cậu cũng không quên khuyên ông hãy làm lành với cậu con trai của mình. Rồi Kevin chạy một mạch về đến nhà của mình. Đây là nhà của cậu và cậu quyết định sẽ bảo vệ nó khỏi những tên trộm. Rồi cậu bắt đầu bày binh bố trận, chuẩn bị bẫy để đối phó với chúng. Đúng đến giờ hoàng đạo thì hai tên trộm Map và Harry cũng đã đến. Chúng đã quyết định đột nhập vào trong nhà bằng cửa sau. Kevin cũng đã cầm sẵn cho mình một khẩu sóc lọ để khô máu với lũ trộm. Chúng cũng đã giả danh làm ông già Noel để đến tặng quà cậu. Nhưng chúng không biết đêm nay chúng mới là những người được nhận những món quà ý nghĩa. Kevin nhẹ nhàng thò súng qua khe đưa thư rồi bắn cho hắn một phát nát cu. Cũng may đây chỉ là đạn nhựa không có thì kiếp này coi như bỏ. Đúng là không sợ quân địch mạnh mà chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Tên còn lại thấy thế thì thò hẳn mặt vào trong để nhận trọn vẹn một viên đạn. Thấy có vẻ khó đối phó, bọn chúng liền chia nhau ra hành động. Nhưng chúng đi đến đâu cũng đều có bẫy của Kevin chuẩn bị ở đó. Và đó cũng chỉ là màn khởi đầu để đến với những đau đớn đằng sau. Map bắt đầu phá nhưng phá mãi cũng chẳng được. Đến khi xem lại thì cánh cửa có khóa đâu mà phá. Sau đó hắn bắt đầu nhẹ nhàng tiến vào trong nhà kho. Cũng không lâu sau hắn lại trúng phải cái bẫy tiếp theo. Chắc hẳn lần này đau hơn nhiều vì hắn ăn trọn một cái bàn là vào mặt. Harry bên này cũng không khá hơn là mấy, hắn đã bị tay nắm cửa nướng chín bàn tay. Còn Map bên này thì lại khó khăn hơn khi dính phải một đống nhựa đường. Nhưng đó là chưa đủ và hắn lại ăn trọn thêm một chiếc đinh vào bàn chân, rồi lại ngã lăn quay xuống đất. Lúc này Harry cũng đã chọn cho mình một cánh cửa khác để đi vào, nhưng cũng không thể thoát được những cái bẫy mà Kevin đã chuẩn bị. Cũng may có đống tuyết bên cạnh mới kịp chữa cháy cứu bộ tóc, nhưng nó cũng chỉ đỡ được phần nào đó thôi. Sau đó hắn đã lấy lại tinh thần rồi lao vào để trả thù cho quả đầu này. Không có gì thay đổi thì hắn lại dính phải cái bẫy tiếp theo. Còn Map cũng thấy tiếp cận từ căn hầm đi lên là điều không thể. Sau đó hắn đã chọn cho mình một lối đi khác, đó chính là cửa sổ, nhưng cũng không thể thoát được sự chuẩn bị kỹ càng của Kevin. Cuối cùng hai tên trộm bọn chúng cũng đã vào được bên trong. Nhìn hai người họ cũng không khá hơn nhau là mấy. Rồi hai tên bọn chúng lại ngã sấp mặt ngay trước mặt của một đứa trẻ con. Đúng là có lớn mà chẳng có khôn, bị một đứa trẻ con dụ mắc hết bẫy này lại đến bẫy kia. Lúc này Kevin cũng đã lên phòng rồi lấy điện thoại báo cảnh sát. Sau đó cậu lại lập tức về vị trí để chiến đấu với chúng. Nhưng đen đủi ngay sau đó cậu đã bị chúng vồ lấy và túm được chân. Cũng may cậu đã nhìn thấy một con nhện, rồi với tay bắt lấy nó đặt lên mặt của chúng. Hắn sợ hãi bỏ tay ra, rồi Kevin lập tức bỏ chạy. Mày định làm gì tao thế hả thằng thiểu năng kia? Chắc sau lần này hai tên trộm này không còn hợp tác với nhau nữa. Còn Kevin lúc này đã đu cáp treo qua một ngôi nhà trên cây của cậu. Sau đó hai tên trộm lại bị cậu nhóc dọa dẫm rồi quyết định leo sang đó. Đến nửa đường thì chúng cũng đã nhận ra đó là một quyết định sai lầm. Lúc này mọi cái bẫy cũng đã sử dụng hết và giờ chỉ còn cách là bỏ chạy. Nhưng một cậu nhóc 8 tuổi sao có thể chạy đua với hai tên to khỏe được chứ? Và ngày sau đó Kevin cũng đã bị chúng bắt được rồi treo lên cao. Đúng lúc nguy hiểm thì ông lão hàng xóm cũng đã phát hiện. Ông âm thầm tiếp cận rồi đánh ngất hai gã trộm nghiệp dư này. Rồi ngay lập tức ông bế cậu bé về nhà của mình để ẩn náu. Một lúc sau cảnh sát cũng đã đến rồi, gô cổ hai tên trộm lại. Kevin cũng không quên chào tạm biệt để chúng yên tâm ngồi tù. Rồi cậu cũng đã trở về và bắt đầu dọn dẹp căn nhà.
Cuối cùng thì đến sáng hôm sau mẹ cậu cũng đã đi nhờ xe về đến nhà. Nghe thấy tiếng mẹ trở về, Kevin vội chạy xuống ôm chầm lấy mẹ. Đúng lúc này, những người còn lại cũng đã kết thúc chuyến đi và đã về đến nhà. Và giờ đại gia đình của họ đã được đoàn tụ trong ngày Giáng sinh. Ông lão hàng xóm cũng đã làm lành với cô con gái của mình. Đến đây bộ phim cũng đã hết và cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Và hãy cùng chờ đón những bộ phim tiếp theo của mình nhé. Bye bye! Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!